Xin chào cả nhà đến với kênh Kiên Nguyễn Cuộc Sống Ở Mỹ. Hôm nay mình đến Phương Nursery ở Garland, Texas để mua cây nha cả nhà. Cái cây nhỏ nhỏ mình mua về trồng. Broad Street. Rainbow. Rainbow đẹp quá ha. Turn right. Trời mưa sao mà có rainbow. Màu này anh Tâm thích lắm nè. Dạ, thích màu tím hết đó. Mà ở trên thấy khổ không có như dưới này. Cây này thì nhỏ quá. Cây này giống như cây maple á, phải không ta? Đúng rồi, móc kìm gì đó. Japanese maple, còn cái đó là... À, cũng Japanese luôn. Không, có loại khác, loại này hình như là cái màu... Loại này lá không lớn. Mà, cái đài mà rinh về xong nổi ra. Bự chát thiệt. Bự với sợ. Wow, cây này kiển đẹp quá hả? Nó rủ nè. Cây này bao nhiêu tiền không biết. Ngàn rưỡi á cô thôi. Chanh hả? Này giống cái bông này đẹp quá hả? Cái gì vậy ta? Peach. Dạ. Có nè. Yeah, cái cây này đẹp á. Cherry nè. Hả? Lan đồng. Đấy. Đấy. Hả? Mình xin mình đó. Nếu nhiêu tiền. Hả? À, giá nhiêu này. Rồi sao nó thấy giá đó. Ồ, cây lê này nè. Wow, cây lê này 75 đồng nè. Mà có chỗ đâu trồng. Mà cũng đem gì cũng không được. Một dải hồng luôn. Dạ. Ờ, dải này hồng giòn không nè. Thôi cái lè thì để giá cả mà sao cái này không thấy giá cả gì. Ôi cha, đem tới một đống nữa kìa. Ừ, đó, một đống giờ. Ồ, hư rồi. Ờ, để ông xe thử. Nhiều giá này em biết. Ồ, đâu bị gì. Hư rồi. Có một cây hoa xứ này nhiêu vậy anh? Có giá thì chậu lên chị. Ủa, không thấy. Thấy gì đâu. Hả? Nó có giá đâu thì chậu. Em không thấy. Cái cây đó là 130 đồng. Sai chị, cái này nó bị hư rồi anh ơi. Cái này nó bị gì rồi? Bên kia có một chậu đào lắm. Đâu? Hoa mai. Đẹp ha. Mai. Ủa, cô Thu, mai đại lộc nè. Đại lộc đem qua nè. Mai đại lộc 300 đồng. 300 đồng đó. Cũng mai Mỹ An đâu. Cái ngay này đẹp quá thấy ha. Đẹp quá chân luôn. Thao chết xong tiếc thù hụi khổ. Ừ.
695. Ồ, chết hết trơn, mấy cái này trời ơi. Sứ. Ủa cái này cái gì là lạ ha. Này coi thuốc. Uống. Này là gì vậy? Không thấy ghi giá ghi tên gì hết trơn. Rẻ thì mua. Cả 10 đồng trở xuống thì mua. Mấy cái này ở nhiêu vậy anh? Chết hết trơn. Trang ơi. Này hư rồi nè. 45 đồng. Ủng luôn rồi nè. 45 sứ khái. Trời này không có giảm giá gì hết anh. Cái này không chỉ mấy ngày nào. Còn nó muốn... cái nào thì mới cái đó thôi. Còn được cái nào cũng phải sale đi chứ để nó ủng hết nữa giờ. Trong nhà này bị nước nhiều. Dưỡng nó làm sao? Để khô lại thôi, không tưới nhiều. Vừa cái rồi này, bị lạnh rồi trong này tưới nhiều quá nữa. Cái này là bông màu màu vàng phải không? Yeah. Cái này đẹp chứ nè. Em đang mua cây này quá à. Đây có cái chậu đẹp đẹp để màu trắng để vô. Cái này đẹp hơn nè. Ồ mà còn mẫu kiểu khác nha. Cái này đẹp hơn. Cái này nó không có rẻ quắn. Cái này đậu nó lên chút nữa. Quắn. Cái này có đẹp hơn. Bào sao. Bào sao. Hoa giấy màu hồng. Thành không thích. Rừng hoa giấy. Hoa giấy này bao nhiêu chậu vậy ta? Không thấy giá. Có giá như thế hả? Dưa không chứ ít gì. Không thấy giá. Các màu tím đẹp. Ồ, 26. Hoa sứ. Một cây long. Này là hoa giấy. Chỗ hoa này mắm tốt ghê. Cái này không phải một ca lông rồi thôi. Cái này nhỏ chút à. Nhỏ chút loại nhỏ chút nó chết hết rồi. Cái thu chọn cái này. Cái này ok nè. Cái này nó tam. Cái này nó tam quá. Cái đó là cái đó được nhất á. Cái này được nhất á. Ủa này có bông này có thu. Mà cái này màu vàng, màu hồng hả? Màu đỏ, màu hồng. Không biết mà. Ồ, này nó để hồng. Hồng hèm. Hồng hèm là hồng gì? Không, không thích cái này, nó cái này là thích nhất. Đó, cái này được. Cái này nó ghi chữ butterfly. Cái đó cũng đẹp. Màu đẹp. Hồng mắt quá thôi. Hình như cái này mắc quá đi, thao đi. Cái cây chi thì mà. Hoa giấy bao nhiêu chậu vậy anh? 29 đồng chậu à? Màu gì cũng vậy hả? Màu nào cũng giống chậu. 29 đồng chậu. Nó màu gì? Màu gì vậy đó? Fancy. Màu gì? Adenium là gì? Màu gì vậy anh? Có 2-3 màu trong đó chị. Ồ. Nó lực. Hai cái nhớt. Nó lực nhớt mà em chẳng thấy gì luôn. 2-3 màu mà màu gì vậy anh? Thường thường nó ghép thì nó không cho mình biết là màu gì. À, đây này ghép nè, hai cây khác nhau nè. Dạ. Nghĩ cái này được luôn thôi. Cái này mà mình về mình để vậy luôn hả? Đâu. Khỏi chiếc ra chậu hả? Đẹp, cho nó đẹp, cho đẹp chứ, thôi vào đẹp. Để nó cao cao lên như vậy nâng phải nó không? Lên nâng nó lên nữa cô thôi. Dạ, thường thường nâng em để lên. Cái chậu em về cái sau nó cũng bị héo héo hết trơn à, không ít tưới nước lắm. Chị tưới nước tưới nhiều thì nó mới bị hư, còn nhưng mà chị cái chậu nào mà nó phải có cái nhiều nước rỗng đó không, đồ thoáng nước nhiều đúng không, thì tưới nhiều tốt. Chị thấy nó ướt nhiều đó à. Dạ. Tìm cái chậu nhiều ít nước đẹp đẹp nó cho nó rỗng nước. Dạ mấy cái chỗ mà cái lỗ thoát nước đó cho nó tốt một chút xíu. Dạ. Thì sao cũng được hết. Còn nếu mà không là nó bị hư hết. À. Cái này cũng dễ hư ghê lắm.
Dạ mà tưới nhiều quá cái nó không. Thấy để thấy trọng ông ba thấy đem qua cây cũng giờ bằng tuổi Diệu Anh rồi đó. Bự. Bà thấy không có gì mấy năm rồi thấy không có độn gốc lên nha, năm có thấy độn nó lên. Cái móc đẹp á. Ừ. Uh-huh. Bữa nay cái này thôi. Dạ lấy cái này đi. Cái này luôn. Lấy luôn hả? Xíu nha. Ủa cái cây gì vậy ta? Gì bông hoa không như bông hoa hồng vậy? Hả? Ủa ổi dưới dưới nè. Trời ơi để coi lá dứa nè. Ô ổi. Ổi 100 đồng cây á. Cô Thu, cái cây ổi của Thúy nó cao như vậy rồi nè. Nó có ổi không hột kìa. Không, ổi không hột nữa hả? Sồi rồi nữa, dứa nữa. Ồ dứa này cô Thu thấy ngon không? Dứa này có thơm không á? Thơm không thơm, vô mi nghe thêm lượng nè. Dạ, để lượng cây ha. Thơm không? Coi bao nhiêu cây vậy? Ổn thay gió giết chị đâu. Nó cái cây này nó cái cây nào cái rễ cái gốc nó bự á cô Thu ơi. Đó, đó, cái thằng ở dưới này mà nhão nhạt chứ này. Luôn cho nó. Ấy nè, cóc quá chừng nè. Ừ, cá hái trái ăn được á. Phải có người ở trong này ra cho biết mình biết giá. Không thấy giá luôn. Ô mèn đấy ơi. Đã chưa. Ô trời ơi cái đó triệu triệu xuống kìa. À. Nó không đáng gì nha. À hái đi hái trái đó. Đó chính kia. Đó, đó. Rớt luôn rồi. Rớt luôn. Ô mèn đấy ơi. Cho. Triệu trái luôn. Nè. Ô, áo trái rụng rồi. Ừ, rụng mất chân nè. Ồ cóc ổi sướng ha. Ờ bị bùn ở dưới á. Ô men đấy thôi ngon ha. Bộ quan trọng biết bao nhiêu giá này. Chút xíu ra hỏi nữa. Bên này là cái gì hết nè. Cái này là cái gì ta? Ủa, miracle fruit là gì ta? À, ta cái gì? Miracle fruit là cái gì? Vậy hả? À. Bao nhiêu cô Thu nó bao nhiêu ca? À. Thao. Thấy rồi. Cái thu ở đây, cái thu lái nhiều lái, thiếu ở đâu lái ra ra đâu được. Chua hả? Chua lét, chua lè luôn hả? Ủa cái gì bên kia vậy ta? Cái mắng, mấy cái xôi. Ở chỗ đây nó hầm. Hầm. Nhãn đi. Nhãn nè. Thôi cái nhãn nữa. Ủa cho đủ thứ loại cây hết trơn hả? Nhìn thấy mê. Wow. Để cho ông bánh bèo nặng vụ rồi. Ông gặp tới rồi. Cái thôi nó gặp tới. Chú ơi con xin lỗi con đi chợ lu bu quá. Con thí con bé nha. Dạ. 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 Cái này nhiêu vậy ta? Không đi giá. Ủa sao có cái này để giá, cái nó chẳng đi giá hả? Nè cái cây sao lam đồng. Sao lam đồng nữa cái bự bự nè. Cái này bự nè có thôi. Này nó cũng cái thân nó không mỏng manh quá. À. Ủa sao giật này nó mới về có nhiều quá cô Thu ạ. Thế không biết cây đó là sao. Thôi đợi hẹn lần sau đi rồi không lên hết nữa. À hả? Xong ăn chanh á. Ừ. Rớt chanh thì cũng không thấy chua mà nó còn dư là cô. Chứ kỳ vậy, hay vậy. Hấp dẫn quá hả? Ồ. Cái này là gì giống như ủa cái cây cây nho gỗ thân gỗ này cô Thu. Cây nho mà thân gỗ nè. Cây nho mà cái cây thân gỗ giống vậy. Ồ mà nó không để giá lấy biết đâu. Ồ nó để đây mà không có giá. Cô Thu cô lật ra. Có cây Kohala là Logan là cây gì vậy ta? Nhãn luôn đó hả? 65 đồng. Ở vô đây là một rừng cây nhãn này.
nhãn 65 đồng. Ổi trong này nữa này cô Thu. Cô Thu nó bao nhiêu? Ồ đúng rồi, ngồi kia 100 chắc. Mấy cây bự này bao nhiêu nè? Trong này cái cây bự luôn nè. À. À thì mua một cây. Không biết giá nhiêu rẻ mua mát không mua nha. Cái này cắm xuống nó lên. Ồ, cái cây thân này bự này cô Thu ơi, cô Thu mới rái ra cái cây bự. Ừ, đó là cây. Nè cốc nè, cốc đã quá này. Nó rụng luôn nè. Này ổi nữ hồi á. Ổi măng xanh. À đây này là không phải, cái này là măng cầu. Cây này là cái cây tên gì ta? Ngâm thảo trước đó nó giống như dạng hoa đào vậy đó. Dạ hoa giống như dạng hoa đào vậy đó. Dạ bán nguyên chậu nha cô Thu. Cái chậu này mình lấy chậu này á. Ừ. Một cái sách nguyên chậu vậy thôi. Mình về mình trồng dưới đất rồi. Cô Thu muốn trồng ở trong này cũng được mà kiển cũng được mà trồng dưới đất cũng được. Nhà bạn thấy nó trồng dưới đất á. Mà không thấy giá, không biết tên, quên tên rồi. 95 đồng cây này á. Cái đó gọi là gì? Cây này đẹp quá hả? Nhìn cây này đẹp. Thích cây này. Đó, cây này. Đó, hoa đào đó thấy nó cô Thu nè, hoa đào đây nè. Hoa đào. Đức, trong nước nhà đó. Hoa đào. Sao? Nhà thấy không có chỗ trồng nữa luôn. Ồ, đây có hoa này, hoa đào tên gì? Thế nữa hả? Hơn trăm thôi chứ. Cái này cái gì vậy ta? Mua hoa. Cái này chết rồi đây nè. Không để đây hết chưa? Chết hết rồi bỏ ra đây. Không biết cái gì. Cái này cũng cả ngàn á. Bông cũng đẹp quá hả? Cây này là cái cây hoa đào như sao người ta? Màu đẹp nè. Thích hoa thích. Ô, mới đem vô đây nè. Ai nè? Là cái gì? Đó, cũng là cherry blossom luôn hay sao? Cái này như mắt lắm ha. Cái này là hoa tứ đăng đó. Ồ, hoa tứ đăng. Ồ, vậy á. Dạ. Thôi mà khó sống rồi sao thấy đằng kia liễn hết trơn. Đâu có cái nào liễn đâu. Ồ, liễn đâu. Gấp bằng kia kìa. Đâu có đó để nó cắt xuống đây nào dài á. Liễn. Cái này là cherry blossom phải không? Đúng rồi đó chị. Thật thế nó là hoa đào thôi chứ không phải cherry blossom đó. Cherry blossom á là cây cherry nó khác. Còn này hoa đào. Mà Việt Nam mình thì cứ kêu là cherry blossom không thôi. Right. Một cây nào bao nhiêu vậy anh? Cây đó 65 chị. 65 đồng á hả? 65 đồng. Cây đi lớn bên kia là 75. Cây màu hồng là 85. Cây màu hồng là 85. Đẹp quá hả? Ồ cây này vừa trắng vừa hồng nữa nè. Đó là 65 đó. Nó ba màu đó. Ồ vậy đó. Nè. Cái này là trồng nè. Cái kia là peppermint. Peppermint.
Còn cái anh nó có cái loại gì mà Kanzon ấy, Kanzon. Kanzon. À Kanzon hả? Cái đó nếu mà nói đúng cái đó là cherry blossom. Aha. Kanzon với Yoshino là cherry blossom. Aha. Nhưng mà thực tế thì nó không đẹp bằng cái đào. Tại vì cái Kanzon ấy khi mà nó nở ra đó chị, thì nó nở luôn thì nó có lá luôn. Uh-huh. Nó vừa có lá vừa có bông. Còn cái này chị có bông xong rồi mới có lá. Cho nên nó đẹp hơn cái Kanzon. Cái này mình trồng dưới đất được không? Được. Cái trồng đất á, cái này trồng đất á, có thu. Ồ thì cái này. Ồ cái này ba màu nữa, có thu đẹp không? Ok, đẹp hồng đẹp quá hả? Ba màu đẹp. Thì thực tế cái này nó dễ khắc khe hơn, dễ trồng hơn là cái đất vậy thôi. Đất thôi. Đi hả? Dạ. Oh, good. À cái bên này cũng ba màu này anh hả? Đúng rồi chị. Nó mạnh lắm, nó lớn hơn. À, thằng mà sao? Có ship gì không anh? Ờ, thích cái bông này nè, ba màu nè. Ba màu đẹp quá hả? Đây nè. Ủa. Hả? Cái này nó không có cao lâu lắm đâu, mà cỡ của cái này cao nhất là nhiều 20 feet, chiều ngang cũng 20 feet. Vậy là bự đó. Thì thấy muốn vậy á. Bằng cái đó, lớn hơn cái đó chút xíu. Nó bằng cái này nè. Ờ hả? Đó đó. Ờ. Bằng cái đó. Yeah. Nhưng mà chị không thích bự thì chị cứ cắt xuống. Cắt thắt được. Ờ cắt thắt được. Lúc nào muốn cắt thắt là cứ. Ồ đẹp quá ha. Mình muốn để cho nó thấp cái này cũng được, cứ cắt cửa này là nó cứ đẹp thôi. Đẹp quá hả? Nó có nè nó có màu này cơ thu nè. Chiếc ship không? Không chị. Mà đi chiếc xe nhỏ mà nó chở không được. Tao chở được hả? Chị chạy xe gì mà không chở được? Xe van. Van mà nó chở nguyên đám nít. Nhiều người quá rồi. Đồ đạc lâm hết. Dạ. Mua ba màu này đẹp nè. Đẹp á, đẹp á. Để chị mua cây nhỏ thôi. Chị thiếu mua cây ba màu nhỏ thôi. Nó không có chỗ để, mình mua tùm lum thứ sao mà chỗ để được, không có chỗ để. Khổ cái chứ, đồ áo quần rồi tùm lum thứ nữa. Nó không đẹp bằng cái này của thôi. Không đẹp bằng phải không? Ừ, cái này mới đẹp. Không, nó là một loại. Một loại mà sao thấy cái này đỏ, cái nó màu hồng khác cái này đỏ. Rồi. À, nè có thấy không? Cái này thì thấy nó là nó ra vậy thôi à. Ừ. Nhưng mà đỏ. Nó bỏ vô cho vậy. Nhưng mà thấy bên kia sao nó đẹp hơn. Đẹp hơn, đẹp hơn. Cái này thấy trắng không à. Còn bên này là nó đỏ, hồng, rồi nó lai lai nè. Giống nhau hết đó chị. Em không thấy. Mà không có thể nào. Nhìn nó đẹp ghê á. Cái nó lớn hơn, nó già tuổi hơn thì nó để bông nó đẹp hơn. Ra cái bông đẹp ghê á. Cô Thu mua cái đi cô Thu. Mua nhưng mà chỗ để chiếc xe sao được. Chiếc xe mình ngoài này. Không được. Chiều đi, đi lấy xe van đi. Xe truck. Thôi để chứ cái này tính sao. Mình đẹp quá hả? Này có nhiều tán này, nhiều tán này. Không có phải ba màu cũng đẹp nữa, cũng đẹp. Cũng đẹp đó. Khoái. Ồ đây nè, cái cây này nó thân gốc bự hơn nè cô Thu. Ồ thấy chưa? Đây nè. Thân gốc bự nè. Cái Lexus GX460 ở ngoài. Em biết em để được không? Để đằng sau để nghiêng xuống. Được không? Anh để giùm được không? Chạy xe 350 ta chở cũng được nhiều mà. À. Cái này đẹp nè ha. Cái cây này gốc bự nè, gốc bự. Mà tao không biết trồng đâu mày ơi. Dữ lắm, nó lề lẹ lắm. Nhưng mà nó không có một chằng nào hết á. Nó ra từ trong mấy cái này nè. Nhưng mà khi mình cắt á mình không muốn cho nó cao thì mình cắt ngang thôi. À, thấy cô Thú. Nhưng mà tưới nước thì như thế nào anh? Nếu mình chỉ trồng xuống đất thì tưới bình thường thôi. Tưới bình thường thôi đúng không? Không cần tưới nhiều. À, đó thấy chưa? Một tuần. Phải biết chứ không thôi mình về mình tưới hoài mỗi ngày. Nước là nhiều đó. Nước nhiều đó phải không? Hai lần được rồi. Trong chậu thì ok, trong chậu mình để mình cắt. Trong chậu. Để chơi kiểu đó hả? Anh, cái số 8 là nhiêu da? 75 chị. À vậy hả? Mà mày lấy cái tắt đi rồi.
Cái tắc nào ngon vậy ta? Cái thân nào anh? Lạnh. Thân bự thôi hả? Thân đẹp lắm. Này hả? Đẹp, này cũng đẹp nè. Cái đó hả? Cái này mình cũng tưới thường xuyên vậy hả anh? Mỗi ngày mình tưới. Ồ, thấy cái cây vỏ này thôi. Không có lấy cây thân bự. Ngay cái cây. Ồ, thân cây bự này. Hai cây đó, hai cây này thôi. Dạ. Thấy thì thấy là cây này á. Tại vì nó có nhánh nhiều á. Mà thân nó cũng bự nữa, bự hơn nữa. Đó, nó thẳng đúng không? Để về con tắm thích thì đi ra lấy tiếp cây nữa, chiều ra cái lấy cây nữa. Có chỗ để không? Okay. Hay là để nhà cô Thu cái đó mới móc, mình sợ không còn đó cho nên để nhà cô Thu sẵn đó rồi mới móc mình xuống mình lấy, mình không có chở gì thì mình lấy. Để cho cắt cái gì cô Thu? Khô hả? À, thì cũng thích cái màu hồng này nữa nè. Cái gì cũng thích hết mà nhà thì không. Thấy? Thì cũng thích màu hồng. Thích hồng không phải không? Thì cũng thích lắm, thích hai cái loại này mà thật sự ra không có chỗ về cho em. Về nhà trồng thì trồng sao? Chỗ hồng lấy hồng không ha? Hồng cây này là chắc nụ luôn á. Cây thật sự cái này rẻ dữ vậy ta hả? Bé Lan đồng bự chát à? Lấy cây màu hồng á. Thì người ta cũng không có muốn lấy, người ta trim nó coi thôi phải không? Lấy hồng không hả? Trái hồng đây. Thấy cái thích hả cả. Trắng hồng đi cho nó là lạ đi chứ Rồi mới lấy cây tắt đi rồi đi về. Ok. Cô Thu chọn như thấy cây nào, cái nào vậy? Cái này hay cái này? Đó, ông kéo ra hai cây. Ok. Cái đó ha. Ok, được rồi, đó này vô. Ok, rồi đây. Cây chanh số 8 thì 75 đồng, tắt thì 65 đồng. Nhờ. Chỗ này rẻ hơn cái chỗ thường. Nó ông kéo đi chứ mình à. Hãy. Đó, đó ừ, hay là lấy cái này, tại vì thấy cái này là nó đỏ rồi cô Thu này thấy không? Ông nói là tại vì nó rụng. Mà thấy không biết. Nào rụng đó. Thôi lấy cái cây kia đi chứ bây giờ. Nè, cái cây này cô Thu nhìn nè, thấy không biết nè. Coi bên này nè, nó có một cái cây đỏ riêng nữa nè. Rồi cái này riêng nè. Hay là cái cây này nè. Nó vừa đỏ mà nó vừa hồng mà nó vừa trắng nè. Đúng không? Yeah. Đã có sao? Phải có nhánh mới đẹp chứ. Nhánh nó mới đẹp chứ. Không, tại vì đi vận chuyển nó gãy á. Chứ không phải là tại vì nó. Ta vận chuyển cái nào nó cũng có. Mà cái cây này nè, phải như cái cây này nó thẳng thớm lại được ha. Mà sao cái này nó tu tủ nó vậy ta, mà cái này nó lại thẳng thớm. Mà thí nghiệm cái cây này nữa quá đi. Cái cây này biết sao. Ừ, làm sao ta. Không, nó đẹp hơn. Không biết sao, cô Thu lấy cái cây này đi cô Thu. À lấy cái hồng này nè. Nó đưa lên thẳng thớm quá hả. Về trầm liền á cô Thu nha. Có đắt sẵn á, trầm liền á. Ô mấy trang gì làm sao? Cái này đẹp. Yep, cái đó đẹp đó. Quá đẹp luôn. Ờ, đẹp uh-huh. Đi về anh Tâm anh coi anh thấy thì anh muốn thì lấy cái cày lấy xe kia đẩy vô ra mua mua. Xe nó xong okay. Đi rồi okay. Xe với chị. Ồ, cái đẩy xong. Cái chân rớt cái là. Ủa, mua khác. Tao có nhà giống đẹp giống vậy. Sáng bây giờ.
rất là đèn nha. Ô, mâm giấy không gì mà nó không mua bông chứ không có chỗ để mà mua mua thêm cây tắc nữa là coi như là cũng không biết làm sao nữa đó chứ. Ôi trời ơi, cái bông này cũng đẹp, bông này đẹp, màu công nhận cái màu cũng đẹp. Hoa sứ thì ra nó cũng màu vậy cô thôi, mà nó cũng không có lắm nó màu vậy. Đẹp quá ha. Chứ mua một mớ cái bà đây về để trong nhà nữa. Màu vàng, màu hồng đúng lắm. Cái cây nhỏ nhỏ mình mua về mình trồng. Hồi nãy em nói cái ba cây này là gì quay mất tiêu rồi. Trồng trước nhà đu rủ xuống cũng đẹp á. Anh cái cây này quen mất cái cây nãy nó tên cây bông tự đăng hả? Cái cây nhỏ không? Cái này Phương chưa có nhỏ. Ờ. 2 tuần nữa mới có cây nhỏ. Cây này là giá như? Mấy cây đó không bán chị. Cũng không bán hả? Để chậu chân thôi. Tại vì mấy cây dưới đó không chặt lên được, bỏ vô đây, bỏ vô chậu đó. À thấy để lên dưới đó đó, em thấy giờ vậy đó. Để từ từ bỏ như vậy đó. À, vậy đó hả? Để xung quanh này cho nó tới mùa này nó ra một tím hết cho đẹp á. Đó đó. Thích cây để trồng nhà tức nhà. Kéo vô sao? Đây cũng là tính ngoài này cũng được. Yeah, plan two. Oh no, hả? Can you up little bit, up little bit. Yeah, good. I can lower that seat down. We try over there. And then put from the back to the oh, front. Oh man. Yes, that'll work. Yes, yeah. Let me see. That'll work. Yes. Too many. Ở đây bán cây rẻ mà đẹp. Yeah. Ông chủ dễ thương lắm. Là Phương Nursery ở Golden Tuxedo nha cả nhà. Cây có đủ thứ, mặt nó là cây bự mà toàn là màu trắng, không có màu khác, mà 300 mấy cây thì nó so ra vậy cũng rẻ. Quá chừng cây luôn. Phương Nursery. Đây, Magnolia cây này 300 mấy đây. Ồ, 295. Thank you very much. Oh, your car, sir. Yes. Thank you. Oh. Oh man. Đi. Giờ rồi con ơi. Đi ra mà đứng cả lần cả quần cho cố vô. Bây giờ. Hóa sứ à? Moss rồi mọi chiếc. Moss. Cô Thu muốn. Cô Thu muốn cho nó có bông á, là cô Thu phải cho nó phân nhiều. Người ta làm người ta bỏ phân nhiều lắm. Wow, đẹp quá. Đủ thứ màu luôn á. Vàng, đỏ, tím, cam, hồng. Oh man. 6 đồng rẻ đó chứ đâu mắc. Có 6 đồng à. Đẹp quá đi. Cái này có nè, nó đang nứt rồi cho thôi đó nha. Cái này mình chiết rồi mình bỏ trong chậu nè, nhỏ thôi. Dạ. Nè, nó có bông nè. Ôi trời ơi, cái này nó làm hay quá hả? Ôi. Nè. Nó nhuộm chứ cái gì hả? Cái này
này nó nhiệm màu, nó xịt vô nè. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh Kim Nguyễn Cuộc Sống Mami. Xin hẹn gặp lại cả nhà trong những video kế tiếp. Bye bye.